Rồi như vậy là mình gắn xong cái cột lọc. Cái cột lọc này thì nó đơn giản thôi ha, biết được đầu vào bên này, đầu ra bên này, thì đầu vào này nó sẽ đi qua vào lọ lọc rồi nó đi ra lên bồn. Cái đường này này, cái van một chiều này này, nó có chức năng là vừa ngăn không có nước chảy ngược lại, nó chỉ đi qua thôi. Nhưng mà đi qua với một không phải là cái áp suất mà là lúc nào nó cũng qua được, nó đi qua khi mà trong này nó tắc, gọi là tắc cứng luôn đó ha, tắc cứng luôn ha, thì nó mới đi qua cái chỗ này. Tại vì trong này nó có một cái lò xo áp ở trong này rồi, đó, nó cân hết rồi. Chừng nào mà cái áp của bình này nó kích quá, nó sẽ không qua được, nó mới qua cái chỗ này nha mọi người, chứ không phải lúc nào nó cũng qua đâu. Nên mọi người cứ yên tâm. Giờ sẽ gắn hai cái đầu chuyển ra ống PVR, chuyển ra ống bình minh. Đây, nó nếu mọi người xài cái bộ này á, thì nó sẽ phải được có cái chuyển như vậy, một cái đầu chuyển này. Cái này là không có theo bộ đó nha. Một bộ của nó là bao gồm như vậy thôi, nhiêu đây thôi, tới ngang cái chỗ T này là hết rồi, là không còn nữa. Nó một bộ của nó là nhiêu đây thôi. Còn muốn xài chuyển là cái này phát sinh thêm. Chẳng qua là cái này mình đi lắp nhiều nó có dư á, thì mình bỏ nó cho khách thôi. Không, chứ không phải chỗ nhà nào cũng dư đâu, mọi người yên tâm. Nhiều anh em mua mà cứ thắc mắc hỏi cái đầu răng đó sao mà bữa lắp có bên này lắp là tính tiền, nó cái này tùy nha. Một bộ nó là mình nói trước là nhiêu đây thôi á. Có thì mình cho thôi, còn không có thì thôi. Đúng không Tèo? Dạ, anh cho phương viết.